Giới lực nha, giới lực của Phật. Bởi vậy cho nên tại sao mà chú thấy mà cái ông Sư Minh Tệ là sao mà ông lấy cái chai nước ông đổ vô, chú coi có để ý cái đó chưa? Yeah. Thấy cái chai nước ông phải đổ vô cái bình bát ông mới uống chứ không có dở nắp chai như mình điệu. Yeah. Nếu khi dở cái nắp chai như mình là uống là phạm lực, phạm giới lực. Cho nên 348 giới nó nằm trong cái Bồ Tát giới. Cho nên trước khi chú coi, chú để ý người ta đâu. Cho nên khi ông Minh Tại đó mà ông ngồi tiền là không có nhức đau cái gì nữa. Tại cái giới lực người ta giữ xong rồi thì cái định tại của ta là đã có rồi. Tuyệt vời. Dạ. Cho nên là cái thời mạt pháp này thì có nhiều người người ta dựa vô để người ta nói là thần tiên gì đó rồi là xuống để mà này kia cái nọ. Chứ thật ra có xuống chứ không phải là không. Dạ. Nhưng mà những cái người thiền định người ta mới thấy đó. Nhưng mà nói á, thì để cho là bà con có bác mình tu á, để mình hiểu cái gì phải thấy cái thật của nó. Đừng nghe người ta nói này kia nọ rồi đâm cho cái mê tín. Mà cái mê tín nó khổ lắm, cái mê tín nó mất lòng dữ lắm. Thí dụ cái ông đó ông bệnh bộ đồ vậy, ông vô nhà mình cái mình lát mình có chuyện gì không đỡ thừa, ông này cũng bệnh bộ đồ cái vô nhà mình xui. Không phải xui là tại mình. Dạ. Tại mình gieo rắc những cái gì khổ đau cho người khác thì bây giờ mình phải hưởng cái đó. Cho nên đôi khi xã hội người ta có một cái câu là anh gieo nhân gì thì gặp quả. Ở trên trồng ớt đoạn xài xài đâu ăn, trồng ớt phải ăn ớt chứ. Dạ. Trồng ớt ăn xài làm gì có xài. Cho nên là đôi khi là mình cũng bớt nghe cái vấn đề mà người ta nói về mê tín quá đi. Cái đó là thằng mê tín rồi đó. Dạ. Còn học Phật A Di Đà Như Lai là con niệm Phật, con hành trì theo luật của Phật thì con sở hưởng cái giới lực của Phật. Dạ. Nó có cái vậy. Bây giờ tại sao mà cái ông Minh Đại này mà tại sao mà người ta theo ông nhiều vậy? Tính ông tu ít hơn mấy ông thầy trong chùa nhiều. Dạ. Mới có mười mấy năm 2009 đến nay thì đâu có nhiều năm đâu. Đó là tính từ ông ở trong chùa luôn đó. Nhưng mà vẫn ông mà tu 40-50 năm nay rồi bây giờ cái là làm được gì? Dạ. Cho nên khi mà mình sàm tăng rồi đó, thì hộ pháp như tôi người ta không gia hộ. Không gia hộ nó khiến cái miệng của mình nó vậy nè. Mà khi mình thốt ra rồi mình lấy làm được đâu. Cho nên người ta thường nói cái câu là bắt nước đổ xuống hốt lên không đầy là vậy. Mình nói xong rồi cộng đồng mạng người ta giữ cái tiếng nói rồi người ta không tín nhiệm mình. Tu nó coi vậy đó chứ thấy vậy nó khó lắm chứ không phải là chuyện. Yeah. Nhưng mà biết rồi thì nó cũng dễ. Yeah. Nhưng mà vào thì nó rất là khó. Okay. Mình tu là mình gạt gẫm, mình muốn nói cái này, mình nói ví dụ cái phải cúng cái này để có được cái phước này, cúng cái kia có được cái phước kia. Cứ nói tất tần tật là chú cứ làm từ thiện đi. Gặp bà già, bà ngoại mình ngồi ở lề đường mà đội nón lá, mình cứ mua có 20 mình mua 20 bánh mì, có 10.000 mua 10.000, không cần mình phải cho nhiều lắm đâu. Đó, mình giúp bà bỏ bánh mì cũng là một phước báo rất là tuyệt vời. Mình gặp một cái người đó khi người ta thiếu tiền xe gì đó mình cứ giúp ngay cái đó. Cho nên trong kinh Phật nói các ngươi nên cúng dường cho Phật, ta là Phật đã sẽ là đã thành, còn những Phật sẽ thành thì các ngươi sẽ cúng dường. Cúng dường tất cả chúng sanh đối khổ là Phật không đó, Phật chưa thu không đó, chứ không phải mình tưởng đâu mình cho người ta bỏ đâu, không có đâu. Cho cái phước báo mình ghê lắm, nhưng mà mình cho bằng cái tâm nha, chứ đừng nên là có hôm trước tôi đi có gặp cái cô đó, cổ ra ngang nó thấy cái bà lão bà ngồi thì bà bên làm cái nón lá như này, cái cổ thải tiền như này. Không nên, sai, cho vậy là chừng mất đức luôn, yeah. Chứ không còn phước rồi, nó nói cho là có chừng mất cái đức á, cái cách cho của mình là cách cho phỉ báng. Cho phỉ nhổ, mình cho người khác mình phải trân trọng cho, còn nếu mình cảm thấy không cho được thôi đừng nên cho. Chứ còn thí dụ mình cho cái đồ ăn không được, hoặc là ví dụ những người ta đồ ăn không hết, có nhiều người ở chợ người ta nói mấy cái người mà mua bán cái điều kia họ không biết, để tôi nói để lát nữa họ không biết rồi họ
bây giờ đồ họ bán ế là họ gom gom, gom vô họ chắc họ quăng vô đó họ cho đó, chú quăng chú bỏ rồi. Chú nghĩ là tôi sao tôi làm phước báo vậy mà sao tôi lại gặp chuyện này chuyện nọ, có làm đâu. Cho nên Phật nói một câu là làm phước cả đời phước không có dư, làm ác một phút ác lại có dư. Một phút rồi chú cầm con dao đi chú chém người ta ở tù rồi còn gì nữa, luật pháp có tử hình chú rồi còn gì nữa, còn chú làm phước cả đời mà có phước đâu. Dạ. À, mình làm mà mình làm trong cái đồ thiêu thúi gì đó, trong cái đồ ế ẩm gì đó rồi mình đem mình cho người ta, đúng không? Dạ. Rồi mình đòi phước, rồi phước ở đâu? Không có. Cho nên là hồi xưa là có cái ông vua Ai Lục đó, ổng làm rất là nhiều chuyện phước, nhưng mà ông hỏi cái ông sư tổ Đạt Ma, con làm phước như vậy mà có công đức không? Thì tổ nói không có, không biết công đức nào. Kỳ ông làm quá trời tiền, làm này cái chuyện này chuyện kia quá trời tiền luôn, cho nên cái công đức á nó nằm vào ở cái tâm. Còn làm từ thiện thì nó có chứ không phải không, mà nó có phước đức, chú hiểu không? Dạ. À, cái phước đức đó sau này chú giàu không chịu nổi luôn á, xin chú trả lại. Nhưng mà công đức đó nó đi đến con đường giác ngộ vậy thôi, nó đến con đường trí tuệ tuyệt vời là công đức mà tâm mới làm được. Dạ. Còn cái phước đức á, làm phước, làm phước thì có phước đức. Phước đức thì sau này chú trả lại là tiền bạc phủ phê. Có thể ví dụ giờ chú 10 cái nhà phải không, kiếp sau chú trả lại chú có 100 cái nhà cũng không chừng nữa, hay là 200-300 cái nhà thì họ cũng không chừng nữa, hoặc là chú làm vua cũng không chừng nữa. Nhưng mà đó là phước đức. Còn công đức nó mới vào tâm. Làm mà không biết, không nghĩ mình không làm. Đúng như ngày xưa tại sao mà Đức Phật có A Nan có hỏi Đức Phật rằng giờ Đức Phật thuyết pháp 49 năm hoằng pháp, Đức Phật nói người coi ta chứ ta không có hoằng pháp một ngày nào. Tại sao? Đức Phật phủ nhận cái đó. Dạ. Không hoằng pháp thì làm gì có 84.000 pháp môn. Dạ. Đúng không? Nhưng mà ngài làm nhưng mà không thấy mình làm. Nó tuyệt vời cái đó. Cho nên nằm ở bên cái công đức có khác, phải dùng cái tâm để làm công đức. Dạ. Còn mình ví dụ tôi cho chú kẹo mà tôi nghĩ đời sau tôi trở lại tôi lấy 1 tỷ gì đó thì cái đó là phước đức có chứ không phải không, nhưng mà tôi nghĩ thôi, nhưng mà cũng có đó, nhưng mà không tới đó, nhưng mà tôi nghĩ thôi, do là tôi nghĩ thôi. Dạ. Thì phước đức nó có chứ không phải không, nhưng mà công đức thì nó không. Chú mới đạt được đến cái đường giác ngộ giải thoát được. Cái đường giác ngộ giải thoát phải đòi hỏi con người đó phải dùng cái tâm có công đức. Cho nên ông sư tổ Đạt Ma đó, ông nói có người người ta không hiểu, người ta hỏi tôi là tại sao mà ông đó ông vua ông làm vậy mà ông hỏi ông sư tổ Đạt Ma mà ông nói vậy. Tôi nói vì ông nói chân đế, ông nói về chân đế mà mình thì chưa có tu, mình tục đế thì làm sao mình nghĩ sao làm quá trời không có công đức. Cái công đức nó nằm ở trong cái tâm mà. Dạ. Cho nên làm cái tâm là công đức, làm không thấy mình làm. Tôi giúp chú tôi không có chú hỏi tôi có giúp chú không, tôi nói không, coi như mình giúp người đó mình bỏ luôn là cái đó nó có công đức. Dạ. Để mình đi đến con đường giác ngộ vậy đó, Tây Phương Cực Lạc nó nằm ở đó. Còn mình giúp để mình cầu mong một cái gì đó, cho nên ở trong kinh Pháp Cú có câu là vô cầu thắng bố thí, đúng không? Dạ. Mình không cầu mình không cần bố thí đâu. Cho nên khi mà người ta bố thí, người ta cầu con tôi đi học giỏi, hay là ngày mai tôi làm ăn cái gì đó, hay là kiếp sau tôi trở lại tôi được cái gì đó, cho nên là họ đem họ bố thí thì để họ cầu. Còn cái người mà không cầu gì thì khỏi có bố thí, không có cầu gì bố thí gì đó. Cho nên mà nói đó là nói chân đế nha, nói cộng đồng mạng đành nha, để nói cái ông này sao mà ông nói vậy. Cái đó là chân đế. Còn tục đế thì người ta cầu là người ta bố thí. Cho nên cái câu là ở trong kinh là vô cầu cái thắng bố thí, mà cẩn thủ thắng trì chay, ăn chay mà cái nhiều chuyện là đi phá làng phá sớm, hoặc là
tính nóng nảy, rồi ai nói gì chiều tới lỗ tai rồi bắt đầu kiếm chuyện với người ta, hoặc là những ai ông tu đó thấy ông Minh Tệ ông tu vậy là quá tuyệt vời, cộng đồng bu ông nhiều quá rồi bắt đầu đem sân si. Rồi nói ông là tu sai tu đúng này kia nọ, chứ cái kinh mà này mấy ông đó thì tôi nói là không cần giảng mấy cái bằng ông hết á, nhưng mà những người tu đây 30-40 năm mấy ông biết kinh đó không? Biết, nhưng mà làm ngơ để dập cái ông này cho tắt để mình làm được cái lợi nhuận của mình. Nhưng mà mấy ông quên rằng mấy ông nghĩ rằng không có cái địa ngục, cho nên mấy ông làm như thế. Dạ. Sau này vô nhà lửa mà ở trong ngàn năm này qua ngàn năm khác rồi lúc đó mới biết, nhưng mà con người ta nó khổ lắm. Bởi cho nên tôi nói chú, tại sao mà Phật nói Bồ Tát á, thì sợ nhanh mà chúng sanh á, thì sợ quả. Tại sao Phật nói vậy? Bồ Tát biết là tôi bỏ cái hộp ổ qua này nè thì nó sẽ lên cái dây ổ qua. Dạ. Mà nó lên cái dây ổ qua thì hàng hà trái lắc ai không nổi, cho nên ta không bỏ họ, Bồ Tát không bỏ họ đâu. Ta thấy cái nhân ổ qua này sẽ lên cây ổ qua và có trái ổ qua. Còn chúng sanh thì khi nào thấy trái ổ qua ăn đắng thì mới la làng được. Có vậy, cũng như một đứa nhỏ nó chạy qua xe qua ngang rồi nó nói con ơi thôi con chạy chậm lại chút xíu đi con, đừng có chạy quá thắng rồi này kia, kiểu nói con cứng lái. Nó chưa thấy, con thấy không? Đó, chưa thấy là nó cãi liền, nó nói con cứng lái mà ra kia cái rầm rồi kia. Thì nãy phải con nghe lời thầy con đâu có bị vậy. Thấy cái quả nó biết nó mới thấy khổ, còn lúc người ta phim thì không bao giờ nghe. Cái chúng sanh nó khổ như thế. Khi người ta nói thì cái người nói thiệt thì không ai chịu nghe. Mà cái người nói mà mê tín, nói cuồng si thì người ta lại đi nghe. Nó lạ vậy, ở đời ta sống người ta hơi thích cái vụ mê tín nó ngộ. Cho nên là Đức Phật thì muôn đời cái vụ mê tín. Cái gì phải sống và sự thật. Anh làm phước báo thì sự thật. Anh có phước báo thì sự thật, còn anh gây quả thì anh sẽ trả quả thôi, chứ anh không có đường nào mà anh chạy đâu mà thoát hết. Cho nên ông Phật cũng nói là ta đâu có gieo phước mà trả quả cho ai. Không? Cho nên bây giờ mình thờ ông Phật đầy nhà đi. Cái nhà mình treo giá đầy đó thì mình đem trộm thử coi công an bắt không. Cho nên những người làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia rồi bắt đầu vô Phật lại quá trời, Phật đâu có cứu được. Tại anh làm rồi thì anh chịu thôi, chứ giờ Phật cứu anh mấy người kia đem vô cúng Phật cứu cũng như Phật ăn hối lộ hả? Yeah. để che đậy cái tội, làm cái tội dơ dái của mình nó đâu được. Dạ. Cho nên là phải suy nghĩ kỹ cái đó. Hay quá, dạ cảm ơn chú Minh Thông nha. Dạ mô Phật.